Xin chào mọi người, chào mọi người đến với kênh channel của mình. Thì chẳng ai cho biết mình là một seller bán hàng hiệu sách tay. Facebook của mình là Facebook bà Hải Gác. Còn không thì các bạn vào cái bay của mình, bay của mình là bay Super Gác. Nếu các bạn tìm không ra cái Facebook và cái bay thì các bạn gọi vào số điện thoại của mình. Số điện thoại của mình là 0988968897. Thì mình có dùng Zalo, mình có dùng iMessage. Các bạn cứ nhắn tin những mặt hàng nào mà các bạn muốn order, mình sẽ gửi hàng chi tiết và báo giá chính xác các bạn ha. Quay lại video, hôm nay mình giới thiệu bằng một chiếc đồng hồ đến từ thương hiệu Seven Friday. Thì trước đó thì mình đã bán những cái hàng gọi là hàng new không à. Nhưng mà hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một cái hàng gọi là hàng pass lại của khách. Ví dụ như khách người ta mua và người ta muốn bán lại để người ta mua qua một cái sản phẩm khác, thì họ có nhờ mình thanh lý và có gửi cho mình ha. Đây, thì hôm nay mình có cái chiếc Seven Friday. Và mọi người thấy không, nó như là mới luôn mọi người nè. Nó không có khác cái gì là hàng xài rồi hết trơn á. Tại vì cái hộp cái này là cái hộp đời mới mọi người này ha. Đó, khách xài rất là kỹ. Và đây, bây giờ mình sẽ mở cho các bạn xem bên trong ha. Thì ở bên trong thì cái phiên bản mới mọi người, nó sẽ có một cái hộp bằng mút thôi mọi người. Hồi lúc trước thì nó sẽ có rất là nhiều, giống như là trong cái hộp này nó có một cái miếng giấy nữa, nó có thẻ này nọ và nó có cả cái khăn thẻ nữa. Mà bây giờ thì nó chỉ còn làm đơn giản như thôi mọi người, nó không có cầu kỳ như lúc trước nữa. Tại vì cái phần này bây giờ là nó chết thành NFC, nó không còn chết là bằng thẻ nữa. Thành ra là mọi người mua bằng chết bằng cái thẻ NFC qua bên điện thoại của mình ha. Và đây, thì đây là cái hộp mà bằng mút mọi người ha. Rất là chắc chắn. Mình đã làm cái video trước rồi, mình cũng có một cái làm một cái mới luôn mọi người, màu trắng mọi người. Mọi người có thể xem lại ha. Rồi, bây giờ mình sẽ mở cho các bạn xem bên trong nè. Đây, thì cái này là khách mua sao thì nó nguyên như vậy luôn mọi người. Chỉ có khách đó là khách đeo mấy lần thôi mọi người, cái da mọi người. Thì lúc nào cũng vậy, nếu mà các bạn đeo dây da, nó quấn theo cái cổ tay của chúng ta, thì chúng ta sẽ thấy nó sẽ có những cái đường lằn của dây da mọi người ha. Và đây thì trên đây mình là một cái đồng hồ Seven Friday. Mình đang quay video mà nó mưa rồi, thành ra là có thể là nó nghe cái tiếng ồn ồn, mọi người thông cảm ha. Và đây là cái đồng hồ của khách nè mọi người nè. Khách bán lại thì những cái phần dây này mọi người nè, chúng ta mang thì nó sẽ không có thể nào mà nó giữ kỹ được. Tại vì đó là dây da mà chúng ta đeo, nó sẽ quấn theo, nó sẽ có thêm cái đường lằn theo cái thời gian ha. Và khách thì khách chỉ có mới mua đây thôi, và kiểu như là thấy những cái đồng hồ phiên bản khác đẹp hơn á, thì khách có nhường lại cho mình cái này. Và mình cũng đã có khách mua rồi, nhưng mà mình chưa bao giờ đăng những cái clip mà hàng xài rồi á mọi người. Thì bây giờ mình sẵn tiện mình làm cái video cho mọi người luôn. Thì cái mà khách gửi cho mình là cái dòng của nó là SFV2 01, và đây là cái số series của nó nè mọi người nè, 1306. Đây là số series của nó ha. Và đây là cái chip NFC nè mọi người nè. Đó, và cái khay của nó thì thèm khoảng 44.3, và nó nhân cho 49.7 là có nghĩa là cái 44 mấy, thì mình nghĩ là chắc nằm trong phần này thôi. Còn cái phần 49 mấy là nó nằm luôn cả cái phần viền ở ngoài mọi người ha. Thì cái này mình thấy là nó không có một cái vết chày luôn nha mọi người. Cách xài rất là kỹ, không có một vết chày gì hết. Nè, mọi người thấy không, cái body của nó nè, cái này là do tay của mình cầm lên đó, thành ra mình sẽ lấy cái miếng khăn lau bớt. Đây, thì cái này nè, mình lau sơ qua đây mọi người nè. Đó, lau qua nó sẽ bóng lên ánh nè không. Thành ra là cái em này là coi như là mới hoàn toàn luôn. Nếu mà các bạn mua thì nói chung là bây giờ chúng ta đeo một cái đồng hồ mới vậy đó. Đó mọi người thấy không, cái thiết kế của nó rất là đẹp và nhìn nó to vậy thôi mọi người, nhưng mà mình thấy nó không có to lắm. Lúc trước thì xem vào đây mình thấy là rất là to, nhưng bây giờ thì mình thấy là nó làm như là hầu như là cổ tay ai mang cũng được, kể cả nữ mang cũng được nha mọi người. Mình thấy cái này nữ nhiều bạn thích lắm, cũng có nữ mang nữa. Thì các bạn nhìn vào lần đầu tiên, các bạn nhìn vào thì các bạn thấy cái giờ nè, là chúng ta không biết coi giờ như thế nào luôn mọi người, đúng không? Giống như là một người nào mà mới mua về đây mà lơ ngơ là không biết coi giờ như thế nào luôn. Thì bây giờ mình sẽ nói cái cơ cấu sao. Thì các bạn để ý ở đây nó sẽ có một cái phần 0 và 4. Ở đây thì có 0 và 20. Và ở đây nó sẽ có thêm những cái một cái đĩa nữa. Còn cái này là có thể là chỉnh giờ nè, mà là cái đĩa này nữa nè, là nó sẽ làm một cái giờ mà nó lạ hơn nữa mọi người nha. Cái này nó sẽ nói sao. Và ở đây nó sẽ có cái độ mà ngày và đêm. Bây giờ là đang là ban ngày, thành ra là cái này là nó sẽ hiện màu vàng. Còn nếu mà ban đêm thì nó sẽ quay lại thành màu gray đó mọi người. Và đây là phiên bản automatic cho mọi người. Thì cái cách coi giờ rất là dễ. Bây giờ là hiện tại, bây giờ mình cho ví dụ đi ha, là bây giờ là đang là 3 giờ. Thì các bạn chỉ cần khóc cái nút ra nè. Đó, bên phong nè, nó khóc cái nút ra. Và chúng ta xoay. Đây là đó, cái kim đang xoay là cái kim phút nha mọi người. Và đây là mọi người nè, các bạn có để ý không? Các bạn thấy cái số 0 này không? Thì đang không gì nè,
không như vậy là nó sẽ đang là 12 giờ hoặc là 22 giờ ấy, 12 giờ hoặc là 24 giờ. Rồi khi mà các bạn xoay xoay nè, số 0 nè, 0 cộng 1 là 1 đúng không, là đang 1 giờ nè, và đây là 2 giờ nè, đó 3 giờ nè, đó nhưng mà nó có gì đó, rồi 4 giờ nè. Rồi khi mà 4 giờ thì nó sẽ ra số 4 đây rồi đúng không, 4 giờ tới đây, 4 4 cộng 1 là 5 giờ, rồi 4 cộng 2 là 6 giờ, đó cái gì đó 5 giờ 6 giờ, rồi đó 4 cộng 3 là 7 giờ đó. Cho mày coi theo cái kết cấu của nó là gì đó, cái phần này là giây nè mọi người nè, đó nói chung là 20 giây cộng với bao nhiêu là thành là bao nhiêu giây, mà đa số thì mình ít khi nào mình coi giây lắm mọi người, mình chỉ coi phút và ấy thôi. Bây giờ ví dụ như mình để vậy đi nè, 8 cộng 1 là 9, 9 giờ 15 phút. Đó là cái này là cách coi giờ của nó sẽ hơi phức tạp hơn mọi người ha. Ví dụ như mà ai mà lớn ngớ giống như mình mà mình ít khi nào mà mình coi giờ này lắm thì mình sẽ hay dễ bị nhầm lẫn về cái phần này ha. Thì về cái phần viền mọi người, nó sẽ làm giống như là một cái chiếc phi thuyền với mọi người, các bạn để ý không nè, những cái phần khung của nó là rất là đẹp và rất là kiểu như là nam tính đó. Thì các bạn để ý nếu mà cái hàng mà hàng pha ke ấy, mọi người, hàng mà hàng nhái mà nhái dù có kêu là một một mà có thể là chết được NFC luôn, nhưng mà không nha, NFC khi mà các bạn tải cái ứng dụng mà Seven Friday về thì bây giờ mình sẽ để một cái phần mô tả ở đây ha. Đó khi các bạn tải một cái phần Seven Friday về, các bạn để mặt sau nè, cái mặt sau này nó sẽ có một cái miếng này. Khi mà cái iPhone của bạn á, iPhone 13 đi, ví dụ như cái iPhone 13 thì cái con chip nó nằm ở trên camera á, các bạn để vào đây, các bạn chết một cái thì nó sẽ báo ở trên cái điện thoại của các bạn là cái dòng này là dòng gì và đây là cái mã gì, đó nó sẽ ghi ra hết luôn. Còn cái thằng mà hàng pha ke mọi người, khi mà các bạn chết nó sẽ không có thích hợp với lại cái thằng ứng dụng của Seven Friday, nó sẽ dùng một cái ứng dụng khác của một cái nhà gọi là làm thiết kế ra. Nói chung mà thằng pha ke nó làm ra một cái ứng dụng riêng luôn để chết những cái đồng hồ đó, nhưng mà nếu mà đúng chính hãng thì các bạn cứ chết vào những cái hàng mà app của chính hãng nha. Mình thấy những cái độ mà hoàn thiện cái này nè mọi người nè, của thằng Seven Friday á, nó làm rất là đẹp và rất là mềm mịn nè, các bạn chờ nó rất là êm. Còn mà hàng pha ke mọi người, dù nó có một cái máy nhưng mà nó phần này nè, nó cắt á, không có đều, thì các bạn rờ vào nó sẽ nhám nhám cái tay của mình và nó sẽ không có đẹp bằng cái thằng chính hãng mọi người ha. Chính hãng thì cả cả kính khoáng nè, đó cái kính đó mọi người thấy không, kính làm rất là đẹp và rất là chi tiết, cả là những cái đồng dây nè mọi người nè, cái dây của nó, cái mùi da nó rất là thơm nha mọi người nè, dây này dây handmade luôn, được may bằng tay nha mọi người đó. Seven Friday nè, và cái phần khóa này cũng đẹp mọi người, cái phần khóa là nhìn rất là nam tính, và cái phần núm mọi người mình thấy nè, nó rất là to và nó rất là kiểu như là nó có những cái khớp á, thì các bạn rờ vào các bạn vặn nó được luôn, còn những cái khác nó làm dấu lại á thì mình thấy nó sẽ hơi khó khăn một xíu, nhưng mà về em này thì nói chung là quá xuất sắc luôn. Thì cái thằng này nếu như mà mới thì tầm khoảng 30 triệu, mà bây giờ sale thì rất là rẻ, và cái hàng thanh lý thì nó cũng sẽ rẻ hơn được một xíu nữa. Rồi bây giờ mình sẽ thử gắn vào cái cổ tay của mình thử ha. Và đây mọi người nè, khi mà mình đeo vào, các bạn thấy không, tay của mình là dạng như là tay cũng gọi là vừa tay thôi, nhưng mà tay mình thì đeo đồng hồ nào cũng được hết trơn á, cũng hợp hết trơn á. Đó là khi các bạn đeo vào nè, nó sẽ khá dày nha mọi người nè, đó nhìn nó rất là dày nha, nhưng mà khi mà để gì nè mọi người nè, rất là đẹp và rất là kiểu giống như là manly luôn á, nhìn rất là nam tính và rất là thích. Mình rất là thích cái dòng này, thích rất là lâu rồi, những cái thiết kế của nó rất là độc đáo và rất là kiểu như là khác biệt đó mọi người, nó không giống như những cái đồng hồ khác. Thành ra là mình thấy là khi mà các bạn bỏ ra một cái số tiền gọi là mười mấy triệu, các bạn có thể mua được một cái đồng hồ gọi là xuất sắc luôn, nói chung là rất là thích đó. Làm hơn dây da nè, rất là manly. Cái này thì mình đeo nó vừa vừa thôi, các bạn muốn đeo chật hơn nữa thì các bạn cứ nới dây thôi ha. Rồi bây giờ mình sẽ cho các bạn xem lại một lần nữa ha, rồi ha, và hoàn thiện của nó quá tuyệt vời luôn mọi người. Và các bạn để ý không, nó rất là nhỏ, nó đâu có to đâu. Khi các bạn coi này, cái tay của mình để ngón tay vào này, nó đã cỡ đây rồi. Thì lúc trước ai cũng sợ là cái này tay nhỏ đeo có được không, mà mình thấy là tay nhỏ đeo vẫn ok nha, nếu mà các bạn thích cá tính đó. Rồi thì nếu mà các bạn thích cái đồng hồ này, hay là các bạn thích những cái mặt hàng mà Seven Friday á, các bạn có nhắn tin vào Facebook của mình, mình sẽ gửi hình chi tiết báo giá cho các bạn luôn. Rồi nếu mà mọi người thấy cái video này hay, nếu mọi người thấy cái đồng hồ Seven Friday này đẹp, các bạn nhớ cho mình một like, nhớ subscribe kênh YouTube của mình, bấm chuông thông báo cái bên để nhận những video mới nhất của mình luôn. Rồi bye bye, chào tạm biệt mọi người.